Hello mọi người, bây giờ nó chạy tới Sài Gòn gì đó Square là đường Đức Thánh Trần rồi. Đây là đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng đúng rồi. Bến Bạch Đằng nè. Bến Bạch Đằng. Kia là Sài Gòn Autobus kìa. Đây là tượng Đức Thánh Trần nè. Đó bên kia Vitexco nè, tòa nhà có cái sân bay đó. Đúng rồi. À. Trời, tối về đêm Sài Gòn nhộn nhịp. Quá trời luôn. Bên kia là đường Hoa Nguyễn Huệ. Tí nữa chạy qua. Mọi người ơi, hiện giờ đang chạy tới sông Sài Gòn, tới chỗ Bến Bạch Đằng rồi. Tới Đức Tượng Trần Hưng Đạo nè. Thánh Trần. Đức Thánh Trần rồi tới về khách sạn Majestic nè, đúng rồi. Đây tòa nhà Vitexco nè, đúng không? Dạ, đúng rồi, Vitexco. Đúng rồi, Vitexco nè. Sài Gòn về đêm mà nếu như sông mà mình chiếu lên thì mình quá thấy quá đẹp và mình thấy rực rỡ, nói một cách khác là như rực rỡ hoa đăng vậy. Nhộn nhịp. Chào Ba Đồng, chào ông Minh nha. Vậy mà chơi cái gì nữa? Má như vậy đất nước mình như vậy mà chơi cái gì? Quá trời là đẹp luôn. Thì rõ ràng. Ở đây có tòa nhà gì mà quá đẹp mày? Tòa này là gì đây? Không còn biết. Chắc của tập đoàn. Tòa này là gì mà quá đẹp. Chào Khánh Phan. Bà thấy xe chạy bên kia nhộn nhịp quá ha. Rộn ràng luôn. Ta cầm cái phone chắc lắm, đồ sợ rớt xong. Sợ rớt cái phone xong. Rõ ràng là quá thanh bình. Kinh tế phát triển, mọi thứ nhộn nhịp. Chỉ cần buổi tối mà thấy như thế này thôi là dòng tiền ra di chuyển biết là bao nhiêu rồi. Này chính xác con, nói vậy đúng rồi. Ai cũng vui vẻ. Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc. Quan trọng gì? Đấy, tụi bay nghe con tao nói chưa? Quan trọng gì nữa? Xiên chắc chắn đủ ăn, dư chắc chắn có dư, chỉ cần là đừng ăn chơi bài bạc, đừng tố quá thôi. Còn chuyện mà mình đầu tư, mình phát triển những cái thứ mà nó vĩ mô hơn à. Như con thì con cũng bình thường đó, con cũng bình thường đó mà. Bên đây là đang xây rồi. Ủa cái này nó chạy sao tới có chữ thành phố Thủ Đức nè. Bên đây là Thủ Đức. Đó, đang xây mấy tòa nhà mới kìa. Thành phố Thủ Đức. Hiện giờ đang xây. Nói chung là đất nước mình ngay từ giờ phút này là hình như là nơi đâu cũng động thổ cả. Nơi đâu cũng xây dựng. Thấy chưa, con tao nói Việt Nam bây giờ không phải là con mèo nữa mà là con hổ ha. Mà đúng như vậy, bởi vì nói một cách khác chăng nữa thì nếu như vậy thì đất nước mình cư khách ngoại quốc và tất cả những cái công ty công ty nước ngoài nó có xe buýt ngồi trên để mà ta ngắm cảnh nữa kìa. Xe đó là tay đi, mình đâu đi. Đi chi dụ mình mà tay đi xe buýt là tức là học cái trần ở trên nó có cái lầu ở trên nó leo lên đó để mà người xe buýt 2 tầng chờ con nhỏ em tao lên kìa, Kiều Nguyễn kìa, anh đang ở sông Sài Gòn Kiều ơi. Thực sự là ở Sài Gòn về đêm nếu mở dưới sông dùng lên thì mình thấy rất là đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Giống như kiểu như là pháo hoa rực rỡ, chỗ nào cũng đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng mà so bì lại mày nghĩ một cách chút xíu đi, Ukraine bây giờ không còn điện đuốc mẹ chân trời, tối thui một màu như mực đó. Đó là cái được, đó là thì đúng ý rồi, nhưng mà ý tôi muốn nói là cái điều là khi mà đất nước mà có một sự chiến tranh hoặc bất ổn chính trị, mày sẽ thấy nó thê thảm, mày không? Mà cái chuyện đó mình đã trải qua mấy chục năm rồi, nó không phải mới đây. Cái thời ngày xưa nó có cái thời ngày xưa trước 75 thì có nhiều làng mạc thôn quê, trời ơi, nó mới chiếu ra cái gì mà sáng trưng vậy trời. Đốt đèn dầu mà không có dầu để mà đốt. Bởi vì tới kia cái khách sạn này rất là cổ, hơn 100 năm rồi. Bên kia là công ty cục cờ thủ ngữ phải không? À, cái chỗ này là cái chỗ nhà Bác Hồ ra đi nè, đúng cái chỗ Bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng trời đây có khăn đài gì nè, chắc ca nhạc hay gì đây phải không? Nói chung là khi mà Sài Gòn về đêm có rất là nhiều thứ, nhất là ở khu trung tâm là tập trung đông đúc người. Đúng rồi, quanh đây mát nha, để về anh. Rõ ràng là sông nước hữu tình ha. Tắt một bộ thái bơ luôn. Một, tắt người hay. Hai, ba. Từ từ, thôi tôi thế chứ có hai ba rồi chụp quay. Từ từ, không phải. Để chụp vậy mà rồi. Chơi cái gì? Rồi. Bây giờ mới đúng nghĩa là Hòn Ngọc Quyển Đông. Một, hai, ba. Duyên, duyên, duyên. Đẹp trội. Cái này đúng là chụp đêm siêu đẹp luôn. Đâu, đưa coi coi chứ thấy đẹp. Từ từ, đứng yên đi. Vợ chỗ này sáng rực luôn. Đó, từ từ cái đó mình cắt ra được. Không phải, nhìn nó kỳ lắm, nó bị méo mó hình ảnh không? Không thấy cảnh gì đâu hết trơn á. Rồi ok. Một, nghe tòa nhà Pitexco. Chà, bây giờ nó nổi lên một cái bảng gì đây của display. Cái màn hình rất là bự, vĩ đại. Làm lại nha, làm chỗ này nha. Là chỗ gì không biết. Nhìn qua bên đó đi em, nhìn qua bên đó đi. Một, hai, ba. Thì thế này thì còn chê nổi gì? Còn chê nổi gì mọi người? Không có đất nước nào mà thanh bình giống như đất nước Việt Nam mình cả. Nó thẳng lại vậy. Rồi, ok. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Đây, đây, đây. Nhà tối rồi. Có chiếc cái tàu, có chiếc tàu này, chắc tàu này là có thể là tàu nhà hàng hay là khách sạn gì đây. Ê Khánh, có chiếc tàu mới chạy tới thì cái này là chiếc nhà hàng nè. Phải không? 1, 2, 3, con chụp hình rồi. Vui nha, rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Nó ngộ lắm. Ở đây có một chiếc tàu, hình như chiếc tàu này như là chở khách đi nhà hàng, tàu là nhà hàng. Phải chỉnh dáng cho em. Rồi, ok. 1, 2, 3. Từ từ thôi, nhả ra từ từ thôi. Rồi, ok. Thôi tao này hiểu rồi, tao là tao nhà hàng khách, tao nhà hàng. Một, trên này khách ăn uống ở trên đó. Ồ quá trời luôn. Giữ ra từ từ. Đúng rồi. Đúng rồi Minh. Ngày xưa muốn những ngày lễ cứ ra giác xe đạp đi vô trong thành phố thôi chứ làm gì có cái chuyện mà như vậy. Đâu có được ngồi lên những cái chuyện như vậy đâu mà đâu có được ngắm thành phố gì đây. Đây đúng là nhà hàng, nhà hàng, nhà hàng nổi. Muốn không được nói. Nhà hàng nổi, Sài Gòn Tourist. Sài Gòn gì đây? Đó, cái đó là không có ít tiền là qua bên đó. À, cái này là nhà hàng tập thể, ai muốn lên cũng được, mua vé lên thôi. Ít tiền. Em. 1 2 3. 1 2 3. Không kịp bắt. Chụp liên tục
Không được, tại vì cái này nó chụp tối mà. Rồi 1, 2, 3 ra. Ở đây nó có một cái màn hình lớn lắm. Cái này tệ lắm, phải 500 inch là phải. Nó chiếu sáng cả một vùng trời. 1, 2, 3. Thì nói chung là mình có cái dịp hiếm hoi mới lên trên sông nước như vậy thì mình live stream cho các bạn coi thôi. Có nghĩa là mình đây, mình phải nói là Việt Nam mình rất là tự hào ngay bây giờ này. Nghe con ủa, tao nói không? Tí xíu con rồi lên ok. Rồi. Thì con đi tao nói vô trong đó là kêu con nha. Rồi. Chứ là đừng tự đi vô nha. Rồi ok. Phải trong tay vô đó. Rồi ok. Mà thấy con tao nói cẩn thận không? Leo lên leo xuống là phải có người dìu dắt, không sợ rớt xong. Nè con đó, bây giờ Việt Nam nó không còn con mèo nữa, mà nó là ra con cọp rồi, con rồng rồi. Nói như vậy để cho hiểu là chính nó là doanh nhân mà nó còn xác nhận cái điều đó nữa. Nó chỉ còn mong làm sao đất nước yên bình ổn định chính trị để mà tất cả mọi người dân đều ơi. Nó không còn cái cảnh mà kiểu như mà ăn bữa đói bữa no. Rõ ràng là như vậy. Nó đẹp quá, mình ngồi đây mình thấy nó mát rồi, xong rồi mà nó chạy qua tới Thủ Đức luôn rồi mày, ghê thiệt. Qua khỏi Thủ Đức luôn rồi. Mà cái điệu này mà ngồi mà đây này có ghế bố mà ngủ nguyên đêm chắc đã lắm mà ta. Bởi nó mát, gió sông nó mát ghê. Cái này là cái gì ta? Không hiểu. Chỗ này có gì? Không hiểu nhưng mà rất là đẹp. Cái này là nó làm một cái con tàu rồi phải. Nhà hàng nổi nhưng mà nó để chết, nhà hàng nổi này chết rồi, đúng rồi, làm một hình nữa. Không biết cái gì, không biết nữa. Rất là đẹp. Vậy thì còn chê chỗ nào nữa mọi người? Đất nước mình đi vậy thì còn chê chỗ nào nữa mọi người? Tôi thấy quá tuyệt vời. Ở đây chỉ là thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Có dịp đi ra Hà Nội tôi sẽ quay tất cả những cái cảnh đẹp của Hà Nội về đêm. Thì mọi người sẽ xỉu luôn. Alice. Cái này hình như là cũng là một cái nhà hàng nổi. Mà cái này như đậu một chỗ. Alice đúng rồi. Rất là đẹp, rất là mát. Thì cứ lâu lâu thấy cảnh nó là lạ thì tôi live stream cho mọi người coi thấy thôi. Em, đây là đội ngũ chụp hình mạnh nhất. Đó. Chào nông dân. Thấy rõ ràng càng mình ở dưới kia, xa dưới kia thì còn có cái gì mà đàn hoa dữ dòn dữ dằn nữa kìa. Nói chung thì mà mỗi đêm như vậy thì con sông này đi ngang nhiều thành phố Thủ Đức rồi thành phố Hồ Chí Minh rồi không biết nó có đi đâu nữa, ta không biết. Nhưng cái điều mỗi thành phố nó có những cái pháo hoa rừng đèn thôi, nhưng mà rừng đèn giống như kiểu như hoa đăng vậy, nó quá trời đẹp cực kỳ luôn. Không còn phải chơi chỗ nào cả, nó hẳn là như vậy. Đây là một minh chứng hùng hồn để cho tụi nó hiểu rằng đất nước mình có phát triển hay là không, đúng không? Rõ ràng thôi, cãi làm mẹ gì mấy tụi nó, chi cho nó mệt, ngồi đấu khẩu chi cho nó mệt. Tao có đi, tao có quay cảnh mà đất nước tao phát triển là tốt rồi, là thoải rồi. Đơn giản vậy thôi, không có cái gì cả, đúng không? Rồi chơi. Xuống Bến Tre luôn hả?
Hình như là cái xe, cái tàu này hình như nó quay trở về rồi, cũng khá là cũng khá là xa rồi đó nha. Từ Sài Gòn mà chạy xuống Thủ Đức mà đi bằng đường sông là cũng khá lắm rồi đó, cũng xa lắm rồi đó. Giờ nó quay trở đầu, quay đầu trở về là đó. Chống cái gì mà chống được mà nó tàn là nó dốc nó xạo rồi. Đó, lên lên trên sông nước, ngồi trên du thuyền, ngồi hưởng nhạc, hồi hưởng lạc, có nghĩa là thú vui tao nhã, thế thôi, đúng không? Chào Nguyễn Văn Tập, chắc là lẽ anh cũng phải đi Nha Trang, Tập ơi, tao ra tao gặp mày. Nha Trang cũng đẹp, Nha Trang đi biển rồi đi những cái thành phố biển, tao sẽ đi ra ngoài mà, tao đi ra. Cần gì là phải nói, cần gì phải cãi lộn với tụi nó chi chứ nó mệt. Mình nhìn như vậy mình phải hiểu là đất nước mình đang phát triển à, thì đương nhiên chắc chắn là phải có người dân cái bước sống họ phải đi lên thôi. Bởi vì họ mới đi lên thì họ mới có tiền, họ ăn uống, họ mới đi chơi được. Chuyện đơn giản thôi, sức đâu mà ngồi cãi lý tụi nó chi chứ nó mệt. Lúc nào cũng than gian, cũng nói này kia, không phát triển, nghèo, đói, lạc, hậu gì coi. Bao nhiêu thứ gì đó cũng đổ lên đầu người dân mình, nó nói mình là ngu si dốt nát cái gì tùm lum, là tàu cộng tàu giết thì tao thấy tàu cộng con mẹ gì đâu. Ủa má tôi đi về mấy tháng trời năm ngoái rồi, bây giờ mới về gần mấy tuần, từ đầu đường đến cuối hẻm tàu đâu, tàu má hở rồi. Ôi trời ơi, tụi nghe tụi nó nói không mà thiệt tình rồi, má nghe muốn ói đó. Người dân Việt Nam, người dân thành phố Hồ Chí Minh như vậy nè, tao đã từng nói rồi, cứ buổi chiều tối như vậy là bắt đầu nó giác xe, nó chở vợ con nó đi vòng, nó gọi là đi vòng vòng, tay nó còn biết đi vòng vòng nữa được, không mát, buồn thì nó vô nhà hàng nó ăn đó. Đúng không? Lúc này tay ăn cơm bụi hả, tay nó qua đây chết mẹ. Thằng bà con tao nói bây giờ tay nó qua Việt Nam nó cũng là việc khóa luôn rồi, ăn cơm bụi đồ quá. Trời ơi, cái ông già Nguyễn Tất Lạc thì nói con mẹ gì đây nè, về cho những cái thức phim của tao nè, cho ông sẽ thấy thôi. Thứ ngồi trong số bếp chẳng bao giờ ra ngoài đường mà lúc nào nói gì thánh vậy. Nếu đất nước không phát triển thì làm gì có cái xây những cái chuyện mà công trình mà cao ốc mà lên mắt 81 rồi gì, đủ thứ chuyện trên đời mà thấy đâu ngợp trời luôn, đâu có cần gì là phải quảng cáo chuyện đâu mà. Đây là thực tế nè, nói thẳng như vậy. Ồ, ở đây nó có cái màn hình nè, tệ lắm, phải 500 inch thì có hơn, quá trời là bự. Chắc là ông Nguyễn Tất Lạc cái gì, trời ơi, ai lại gì cha già nữa, mệt quá, toàn nói xạo nói láo, ngồi số bếp mà phán như thánh gì đó được, nói chuyện tào lao. Nào Việt Nam lạc hậu, tao bảo đảm mày, có những cái Việt Nam nó có những cái mà hình như nước Mỹ nó không bì kịp. Tao nói đơn giản thôi nha, nổ cái xe buýt không á, đổ mà vừa hoặc là xe đò Việt Nam mình không hơn hẳn rồi. Tao đi từ San Francisco đi qua từ đúng rồi, đi qua chỗ California, Nam California thăm ông bạn tao, tao ngồi xe tới điều muốn gãy lưng luôn. Trong khi đó đây tao đi ra Nha Trang, Đà Lạt hoặc là kia tao nằm tao ngủ giường nằm, Mỹ không có giường nằm mày, thua xa Việt Nam. Nhắc lại lần nữa, cái gì ngàn ký đầu phòng là cái gì thượng duy nhất. Mà thấy chưa, một chiếc nhà hàng nổi chạy cũng là chạy trên sông Sài Gòn đó, ở trên đó người ta ăn uống giống vậy thôi, nhưng mà cái đó là thuần dạng kia mà ít tiền à, còn mướn riêng hoặc là đầu nậu riêng một cái chiếc du thuyền như vậy thì rất là mát, để thấy ăn thua thôi, đủ mọi thành phần, ít tiền chơi theo ít tiền và nhiều tiền chơi theo nhiều tiền. Cái chuyện đó là chuyện mỗi người,
không bằng không quan tâm. Cái điều quan trọng mà con ta nó muốn nhắn gửi là tất cả là ôi, đầu tiên là phải là làm cho cái bản thân mình, rồi cho gia đình mình, nhất là gia đình mình là phải giàu có, phải có tiền, bắt đầu mới nói chuyện, phải phấn đấu, phải làm những cái chuyện mà phải tự lực cánh sinh, đừng có ngồi đó mà ngồi cào bằng phím là không có làm con mẹ gì, bắt đầu đổ thừa nhà nước, đổ thừa xã hội. Chỉ có làm thôi chứ đừng nói nhiều. Con tao nói chưa, hùng tâm trắng chứ là chỉ có làm thôi, đừng có nói. Đó, đây là nhà hàng. Đây. Đúng rồi, Việt Nam mà thứ gì cũng có cả, ăn thua mình thôi, nỗ lực phấn đấu, lo làm lo ăn đi, rồi đó mà chửi đổng, tào lao. Bởi vậy thường thường người ta nói một câu là những thành phần coi như bất tài vô dụng là coi như là mới có những cái mà tiêu cực từ cái đầu á. Ôi trời ơi, thì bây giờ tao nói cho bạn nghe thì tao nó sẽ coi cái clip của tao, chắc chắn là phải có rồi, bắt đầu nó chửi tao, nó nói tao là bưng bô, tao hiểu trước điều đó luôn. Ăn dưa hấu trên tàu. Trời ơi, dưa hấu trên tàu. Ngọt mày. Trời ơi. Ngọt quá. Đó, đây cũng là một chiếc tàu nhà hàng nữa. Đúng rồi, không sợ thiếu đồ ăn chơi, chỉ sợ thiếu tiền. Chính xác. Lo làm đi, kiếm tiền đi, rồi ăn chơi. Ngồi đó đủ má đầu óc thì giống như là cái tàu hũ, không biết kiếm tiền, tối ngày lên ngồi đào mồ định chửi đủ bất kỳ ra. Tại sao mà nghèo? Chúng ta hãy đến với chương trình ăn trái cây và uống nước suối trong khi nói chuyện. Đồ quỷ sứ mày, chọc quay. Đừng quay con nha. Ok, không thèm quay mày đâu, con đẹp trai quá lên mất công. Bởi vậy khổ vậy mà, thấy rõ ràng không? Khi ta có tiền là thứ gì trên đời này cũng có cả. Đó, chỉ sợ chúng ta không có tiền mà thôi. Không, chỉ sợ không chịu cày. Đúng, con nói đúng. Ra để có. Phải cày đi. Anh phải làm đi, cày đi, gom tiền đi, lấy tiền đi. Thì lúc đó thì mới không chịu làm mà cứ đòi hưởng hoài. Nó có những con người như vậy đó, không chịu làm mà đâu có ăn. Nó chưa, bên kia đó thầy nó chạy tới Thủ Đức luôn ta, tới thành phố Thủ Đức nè. Không biết nữa, ngồi buổi tối thấy nó đẹp quá thôi chứ mình đâu có biết. Bố không có biết là ở đâu cảng cắt lái hay cái gì, chắc nên đi ngang đó. Đi ngang mình cũng không biết nữa, có nên lấy lại như vậy. Nhưng mà mình biết, mình đi ban đêm mà mình cảm thấy là cái nét đẹp của thành phố. Bởi vì nơi đâu cũng phát triển à, những cái tòa nhà ban ngày ở đâu có đốt đèn, là ban đêm nó mới đốt đèn, cho nên ra mình mới thấy nó rực rỡ, mình mới thấy cái chiều cao, mình mới thấy đó. Còn ban ngày xách xe chạy lon ton thành phố, nhưng mà mình chạy mình đâu có thấy mẹ đâu, mình chạy thấy đường xá thôi. Thì lâu lâu mình mới thấy như cái cao ốc, nhưng mà mình không hiểu là cao ốc nó cao cỡ nào,
và đó vậy. Còn ban đêm mình đi thấy, mình đi thấy rực rỡ mà cao ốc nó mọc lên như nấm. Đây nè bà coi nè, đây nè, đó thấy không, đó ban đêm ngồi dưới sông Sài Gòn này nè mình mới thấy đó, rực rỡ. Đây là nó nói tòa nhà, đây là tòa nhà Mexico nè, thấy chưa, đường phố. Nhưng ban ngày mình đi dưới cái chỗ đường đi thì mình không cảm nhận được cái đó, thấy không, xa xa mà thấy không, cao ốc mọc lên như nấm quá trời luôn. Đó, mà ban ngày mình đi dưới thành phố thì mình đâu có biết được đó, khổ vậy. Rồi chính vì cái chỗ sông Xoài Rạch đó bố, vậy hả, mình mấy cái tên này tao cũng thấy lạ lắm. Bởi vì sao, bố đi lần này là lần đầu tiên, bố có thấy đẹp quá thì bố mới live stream thôi, chứ thực chất là bố đâu có biết cái sông gì là sông gì, thì nó nói sông Sài Gòn là biết sông Sài Gòn vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận là thực sự là đẹp. Đây nè, nó rõ ràng đây là thuộc địa phận thành phố Thủ Đức rồi. Có các bạn thấy cái chữ thấy không, thành phố Thủ Đức là thấy không, đó thấy không, đó ở đây nó có một tàu buôn ban đêm nó cũng chạy ra đó. Thực sự là ấn tượng đó, thấy không, xa xa thì những cái tòa nhà cao ngất, Landmark 81 thì tao thấy cái rõ là tao biết là tòa nhà Landmark rồi đó. Còn về đây tao đâu có biết cái loại nhà đâu, nhưng mà nó mọc lên quá trời luôn, kinh khủng luôn. Trên đường thì thấy rõ ràng, thấy xe chạy chập chiều, thấy không, tới giờ người ta nói không bao ngoa, cái thành phố Hồ Chí Minh mình là thành phố không bao giờ ngủ, rõ ràng bây giờ tới sáng cũng vậy à. Chắc là vậy đó. Bố hả, bây giờ thi vị nhất á là ngồi đây mình đừng có uống nước suối, mình phải cầm ly van cái mà xong mình lắc cái xong mình uống rồi khác cái đó là thi, mà tạo ra sự thi nhân sao thử hưng phấn hay không. Đó gọi là sự hưởng thụ. Đúng rồi. Mình này mà bài vẽ quá mày. Mày để dạ không? Nên mình thi nhân. Đúng mình rồi. Thi nhân. Mình đang sống ở một đất nước rất vui vẻ, đúng lạc rồi. Quan. Rồi. Cho nên là gì? Phải có tố chất thi nhân trong đó. Cầm đi van ra đây lắc được không? Được chứ, không được. Thích là chiều à, được. Thích là buồn chiều à, buồn cười lắm à, thích là chiều à. Mà thấy con tao không? Nó còn thêm thi vị cuộc sống bằng cách là cung cấp lại những cái chuyện rất buồn cười. Mình không nghĩ ra, trời ơi, cầm một ly rượu vang mà ra đây ngồi lắc đây ngồi nhấp mà là ghê, thấy chưa, khổ, thanh bình, hạnh phúc, tuyệt vời như vậy. Mà lúc nào nó cũng lên mạng nó chê hết trơn, nó chửi không à. Đúng. Bởi hôm trước tao có nói rồi, Việt Nam phát triển mà những cái tạp chí nước ngoài, thế giới họ giật mình. Họ giật mình là bởi vì cái thời gian phát triển mình nó quá ngắn mà mình được hưởng lợi rất là nhiều. Người ta 300-400 năm phát triển không chiến tranh thì mới được như vậy. Còn mình mới có 20 mấy năm mà nó được như vậy thì mình nghĩ nó kinh khủng chưa? Và những cái tạp chí đâu được coi được. Đây lắc. Đâu. Đây lắc. Đưa đây con. Đây, thấy chưa? Đi qua cả. Lắc. Không, lắc như vậy không có quý tộc. Không, trời ơi, đây người ta phải cầm dưới này, ta lắc cho ra dáng quý tộc tí. Này sai quá, uống rượu đế, cái này là tay uống rượu đế rồi. Không quý tộc được rồi, tay này uống rượu đế. Rồi, vô đi. Không, thi vị cuộc sống chỉ cần nhiêu đó rồi được rồi. Yên bình tươi đẹp, không cần nói gì nữa hết. Rồi xong. Ở đây nó còn một cái tàu nữa mới đi ngang qua nè. Sài Gòn Prince. À, cái này Tây, cái này là nhà hàng nổi rồi, ok. Đâu cần gì phải nói nhiều, mệt quá. Ai đây? Rồi ok, có. Chào bố Trâm, vui không vậy?
con đây đó. Khoan để chờ tao đeo cái tai nghe mày ơi, không có cái tai nghe tao nghe không có được gì trơn á. Có người lên. Rồi không có tai nghe ta, tai nghe để đâu rồi? Tao có đeo con suốt này. Cái nhu cầu của mình hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh khá là lớn, thiếu những chứ lại không có bao nhiêu người có. Thế là bữa nay nào anh em mình cũng để tách cho tôi. Gỡ cho tao ra coi, gỡ ra coi, gỡ ra coi. Chờ chút. Xem anh vừa ngủ xong chưa đi? Hả? Cao Bằng chơi với con đi. Ý nghĩa rồi, cái bốt sẽ đi thôi, vô có điều đi, là từ từ. Con đưa bố đi chơi. Ok. Chú bạn lên đấy, con đưa bố đi về núi, về rừng, về nơi bác ở. Rồi rồi, từ 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 đi. Nơi bác ở, bố quay bố live stream đến đấy mới là hay quá. Đúng rồi, giờ tôi gắp lỗ tai nghe rồi đó. Ok. Ngồi nghe, nghe rõ không? Cầu này cầu gì mày? Dạ cầu Thủ Thiêm 2. Cầu Thủ Thiêm 2, cầu để cầu đi cầu Dây Văn nè. Cầu Dây Văn nè. Ok, bây giờ gắn cái mọi người nghe rõ không? Hồi nãy không có cái cái earphone, chứ kìa. Người ta không có nghe được con nói gì cả. Rõ ràng, happy day, đúng rồi, ngày rất là vui. Thấy rõ ràng không? Chung cư kìa. Hoặc là những cái cao ốc này nó mọc lên như lắm. Nếu nó không phát triển thì được vậy à, còn lâu. Đúng không? Thực sự là một đất nước mình là xinh đẹp quá chừng luôn. Nói chung thì hôm nay cũng là một cái sự rất là vui, một điều bất ngờ và một lần đầu tiên đi sông nước mà trong cái dòng sông Sài Gòn ngay trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình mới biết được cái ban đêm cái thành phố mình nó đẹp như thế nào, đúng không? Anh nghe nói là đá banh lên hồi đó anh đá, hồi đó anh chụp tốt lắm luôn á, không biết giờ chụp còn nổi. Cái nguyên một giải con ốc này là cái giải của ai vậy? Dạ, đây là Vincom Bason. Bason khoai của đây. Khoai của Vincom Bason. Đầy cầu mấy chục ngàn là hội dân đâu đó hả? Dạ không, tập vậy. Tập đoàn hả? Cái gì? Đây là chung cư. Trời, thì chung cư. Vin Group hả? Dạ, Vin Group ạ. Đây là Vincom Bason, đây bên kia nữa. Quá trời lớn luôn. Đã nói rồi, ngày xưa là con mèo thôi, giờ là con hổ rồi. Trời, mày nhắc đi nhắc lại hoài cái đó, chú nó nhột nó chửi tao. Không, chửi bố liên can gì tới con. Ngày xưa là con mèo, bây giờ là con hổ rồi. Tao quá hổ. Thì hôm nay nó làm cái này, nó cũng đề khái là nó cũng nhấn mạnh một cái điểm nhấn là có nghĩa là cho bố biết đi, một bố sau này mà có cái cơ sở, bố sẽ có. Vinhome Ba Son này là bố tốt của chúng rồi, Vinhome Ba Son. Quá trời là bự, phải tệ lắm, cũng phải vài rồi chục ngàn người ở trong này. Rồi, cái tàu này chở container, đúng rồi. Cái sông này giờ anh về nó 40 luôn. Sao ngồi trên cái thuyền này mình thấy nó thanh bình lạ lùng hết. Không có cái gì gọi là ưu tư phiền não trong cuộc sống cả. Rõ ràng. Đã đổi đại từ năm 2010 đến 2020 con chức kiến thiết của công an đã hoàn thành cảm thấy rất là
Thấy cuộc đời thấy nó yên ả ha. Đúng rồi, bố biết rồi. Xà lan chở container. Giờ này bắt đầu họ di chuyển nè. Thôi được rồi, ok vậy thôi mình tạm dừng cái này đi ha mọi người, quay về cũng quá đủ rồi. Mình đi lên đi xuống dòng sông này mình thấy cảnh quan của thành phố mình như vậy là quá đủ ha, để chứng minh cho mọi người hiểu rằng thành phố Hồ Chí Minh bây giờ khác xưa nhiều lắm, khác xưa vài chục năm về trước. Ok thôi tạm biệt mọi người nha. Rồi.